đồng hàng chủ trơn đi các con. Trong ký ức của nhiều người lính Việt Nam Cộng Hòa, quân đội Mỹ, đồng minh và chư hầu từng tham chiến tại Việt Nam, vẫn văng vẳng đâu đó câu gọi loa đặc sệt giọng địa phương của vị tướng đến từ vùng Nam Trung Bộ: đầu hàng chủ trơn đi các con. Trong những trận đánh bao vây tiêu diệt của vị tướng này, câu nói tuy đơn giản ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến cho đối phương hoảng loạn khi biết đang đối đầu với một trong những vị tướng thực chiến đánh trận xuất sắc nhất trong lịch sử Việt Nam. Và nó cũng là sự lựa chọn an toàn cho binh sĩ đối phương kéo nhau ra đầu hàng. Thượng tướng Nguyễn Trơn sinh ra tại Quảng Nam, xuất thân từ anh lính binh nhì, trải qua hàng trăm trận đánh lớn nhỏ trong hai cuộc chiến. Tướng Nguyễn Trơn nắm giữ hầu hết các chức vụ từ nhỏ đến lớn trong quân đội. Cuộc đời chiến trận của ông hoàn toàn trưởng thành từ đời lính. Ông là một nhà chỉ huy quân sự xuất sắc, là sư đoàn trưởng bất khả chiến bại, chưa từng thua trận nào. Một vị tướng bậc thầy về lối đánh bóc chọc, nghĩa là nếu không chịu đầu hàng thì đánh xóa sổ hoàn toàn địch. Bản lĩnh của người chỉ huy Nguyễn Trơn đã sớm bộc lộ từ khi còn là cán bộ cấp dưới. Các trận đánh của ông luôn diễn ra gọn gàng, ít thương vong. Ông đã trải qua 9 năm chống Pháp. Ông từng lao thẳng vào đồn quân Pháp, xông thẳng vào đội hình địch để tiêu diệt đối phương trong công sự kiên cố vững chắc và ngoài công sự. Tiêu biểu là trận An Khê, Nguyễn Trơn cùng đồng đội đã xóa sổ hoàn toàn một đơn vị của quân Pháp. Giai đoạn chống Mỹ, ông đã chỉ huy đánh và tiêu diệt bắt rất nhiều tù binh Mỹ ở ngoại ô Đà Nẵng. Sau này, tướng Nguyễn Trơn tham gia chỉ huy chiến đấu ở Nam Lào, giải phóng Cao Nguyên, rồi sau đó về chỉ huy đánh Bắc Tây Nguyên vào năm 1972. Năm 1975, ông chỉ huy giải phóng Đà Nẵng. Là vị chỉ huy tài ba đức độ, Thượng tướng Nguyễn Trơn không chỉ nhận được sự kính nể tôn trọng từ cấp dưới mà còn ngay cả của đối phương. Tướng Trơn qua đời năm 2015, với những chiến công lừng lẫy của mình cùng Sư đoàn 2, hiện nay Sư đoàn 2 được mang danh tên ông với tên gọi là Sư đoàn Nguyễn Trơn.